Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Review Anh Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để share với cả nhà cái clip làm bánh lọt nha. Mà mình bột thì mình tự pha ha. Mà hơn nữa thì cái clip trước là lâu lắm rồi, lúc mình mới làm YouTube đó cả nhà, thì mình có share qua cái mình làm bánh lọt mình cái khuôn. Nhưng mà hôm nay mình share cả nhà là mình muốn làm bánh lọt mình không cần khuôn nha. Mình có thể dùng cái rổ như thế này nè, có những cái lỗ nhỏ nhỏ vậy nè, hay là những cái tray đồ nó có những cái lỗ vậy nè, mình làm cũng được nữa, mình khỏi cần phải khuôn ha. Đó, bây giờ mình để sơ qua đây. Thì nguyên liệu của mình thì mình có bột gạo nha, đây là bột năng đó nha. Rồi mình thì mình không có lá dứa tươi thì mình làm bằng bột bột màu ha, bột màu lá dứa. Cái đây mình có đường thẻ, thì đường thẻ bên đây nó bán cái loại này được cái này, cho mình mua để chúc mình thắng. Rồi đơn mình đo bằng cái chén cả nhà, nếu mà không có chén, có chén muốn đo bằng cái khớp thì cũng vậy thôi, tại vì nó cứ mỗi tương đương một cái chén bột năng thì là một cái dưới một chén bột gạo ha. Rồi nếu một cái khớp thì một cái khớp một khớp này một khớp kia vậy thôi ha. Bây giờ bắt đầu mình làm nha cả nhà. Chén bột năng nha. Đó. Ở đây nước mình đây là nước lọc nha, và nước lạnh nữa. Một chén bột năng, một chén bột gạo với lại 6 chén nước lạnh nha cả nhà. Bây giờ mình quậy cho nó đều lên ha. Nếu cả nhà có lá dứa tươi thì nấu lá dứa tươi xay trước rồi xong rồi mới làm cái nước màu mình đổ vô ha. Còn đây thì mình sử dụng bằng nước màu thực phẩm ha. Thì cái màu thì tùy theo mình, nước màu đậm lợp thôi nha cả nhà, mình bỏ nhiều hay ít thôi. Nó tan như vậy rồi á, mình bắt đầu mình bỏ màu vô ha. Màu vậy thì nó hơi lợp nha. Rồi mình để qua bên này mình làm tiếp theo cái khâu tiếp ha cả nhà ha. Bây giờ tới cái phần đường nha cả nhà. Đây nó bán vậy, nó vô thẻ nó vô khuôn nó bán vậy nè. Cái gì cũng khoảng 400 gram đường nha cả nhà. Mình đổ nước vô mình thắng ha, nắng đường cho nó nguội rồi nha, ăn nó mới ngon chứ mấy nó rã bột. Rồi mình bỏ vô đây hai chén nước ha cả nhà ha. Rồi bây giờ bắt đầu nha, còn có phần mà mình chuẩn bị sẵn cái thao nha cả nhà, mình chế vô đây xíu nước đá nè.
chút nữa mình chế thêm nước nha. Mình cho nó lạnh. Rồi mình qua mình thắng đường với lại mình quậy bột ha cả nhà ha. Khi nào mà nó gần đặt lại rồi bắt đầu mình quậy cái lửa vừa ha. Cái màu này mình thấy nó hơi lợt ha. Để với mình cho vô chút xíu nữa cho nó đậm đà cả nhà. Màu bánh lọt nó phải xanh nó đẹp, nó mới đẹp nữa. Bây giờ nó mới thì mình quậy từ từ, mình quậy cũng được. Khi mà nó đặt nó bắt đầu nó sệt, nó nặng tay rồi bắt đầu mình phải quậy đều cả nhà, để không thôi nó bị xích ít nồi ha. Đó, bây giờ mình tiếp tục mình cứ quậy vậy, mình chờ cho bắt đầu cái bột mình nó sệt lại đi ha cả nhà ha. Rồi cả nhà thấy không, cái bột mình bắt đầu nó nặng tay từ từ rồi đó ha. Đó. Mình bật lửa vừa thôi nha, bên kia là cũng có làm đường cho nó tan. Cái món này làm cũng lẹ ăn lắm cả nhà, mà nó đơn giản nữa. Ở chợ nó cũng bán cái loại bột pha sẵn, nhưng mà mình thì mình không thích, nên mình tự ở nhà mình làm, mình pha bột á. Vậy thì nó vừa ăn, còn cái lượng nước thì 6 chén cứ ra nó gấp đôi vậy thôi. Thì cả nhà cứ muốn nó lỏng chút xíu thì pha thêm nước ha, nhưng mà cái lượng nước của mình xài như vậy là nó vừa rồi cả nhà. Chén bột năng, một chén bột gạo với 6 chén nước là nó vừa. Thì mình quậy khi nào mà cái bột của mình vậy nó đục là nó chưa có chín ha. Mình quậy khi nào mà nó trong á cả nhà. Bây giờ thì nó nặng tay chút xíu. Mình quậy cái đường để chút nó ra. Mình không xài đường vàng thì mình có thể xài đường cát cũng được, mà đường cát ăn bánh lọt này nè, nó không có ngon. Nhưng bây giờ nó nặng tay nè. Sắp được rồi nha cả nhà. Cái màu này nó cũng không đặt lên đậm luôn ha anh ha. Nó cũng vừa thôi. Rồi mình bật lô nha. Giờ thấy cái bột của mình nó trong rồi nè cả nhà, là bột nó đã chín rồi nha. Nó đục thì nó chưa chín, để mình phải quậy cho nó trong, nó chín đều rồi bắt đầu mình tắt lửa, mình nhắc qua mình nặng bánh lọt ha. Phải nhớ nha cả nhà, cho nó bột nó trong đấy nha. Giờ để thôi, tao ăn đau bụng á. Rồi bắt đầu nha. Rồi đây mình chuẩn bị nè. Nếu mình sử dụng cái lỗ nhỏ vậy nè, thì cái cọng bột của con bánh lọt của mình á, nó dài cả nhà, nó không có ngon ha. Còn mình sử dụng cái này thì nó sẽ cái hộp cho cả nhà coi nha. Cái lỗ bự thì nó dễ làm nữa. Quá ngon. Mình lấy cái cây mình tán ra cả nhà. Tán xong mình dở lên cho cả nhà xem nha. Với lại mình kiếm cái miếng dĩ vậy nè cả nhà, nó kèm lại được, mình khỏi mất công. Mỗi lần mình làm cái khuôn á thì mình với nhỏ em mình phải vịn nặng cho mình nặng nó xuống. Tại vì mình hơi yếu chút xíu nên cái tay mình không có đủ lực á,
mình kèm cũng được. Còn giờ mình làm cái này mình tự mình làm được. Này mình dở cho cả nhà xem nha. Thấy chưa? Ngon ha. Nó vậy nó đẹp đó cả nhà. Cả nhà thấy không, cái màu mình để vậy á nó cũng không có đậm luôn đó, thấy không? Bánh lọt cái màu phải đậm chút xíu nó sặc sỡ nó mới đẹp. Nếu mình làm này xong rồi mình làm tới cái clip làm hột lựu, bánh lọt hột lựu. Rồi tới mình làm chà ba màu kiểu người Lào á nha. Ở bên đây khu vực bên đây mình ở thì nó cũng gần với người Lào, người ta sống cũng nhiều lắm. Nên mình cũng học được cái món chè đó của người Lào. Thì bữa nào mình có thời gian mình share với cả nhà cái clip đó, ăn cũng ngon mình. Mà dễ làm nữa. Bột nó nóng thì nó mình dễ nặng cả nhà ha. Tại vì mình khi mình quậy nó chín rồi bột mình nó dẻo, nó kết tinh lại rồi. Nên nó khi mà nguội thì nó hơi lâu. Nhưng mà mình cả nhà nguội thì mình có thể bắt sơ lên bếp, mình làm sơ qua một cái rồi mình bỏ vô mình ăn tiếp nha. Cả nhà thấy ngon không? Nè. Nó lên được một khúc nữa. Nhiều lắm nha cả nhà. Không mất nhiều thời gian mà không có phải tốn nhiều tiền nữa cả nhà, mà mình có cái món chè ngon tuyệt vời luôn cho cả nhà mình dùng nha. Xong rồi mình lấy sơ cho cả nhà. Mà khi mình làm vậy á, mình đừng có quậy lên nhiều nha cả nhà. Nó tại vì cái bột của mình nó còn ướt, mình quậy nhiều cái bột mình nó sẽ bị nhũn đi lẹ lắm, nó không có ngon nữa. Nên mình để cho nó yên vậy, khi nào mà nó đặt lại để mình xem cả nhà, để mình dở ra đây. Cái phần trên này nè, nó đóng nhiều quá mình dùng cái đũa mình khơi sơ qua đặng cho nó đều cái mặt nước á, nó không có bị dính chùm ha. Đó, mình cứ tiếp tục mình làm vậy nha cả nhà, cho hết cái phần bột này nha. Rồi mình làm tiếp theo nha. Rồi mình đã tán xong rồi nè cả nhà, thấy không? Mình ép ra xong rồi nè. Nó cũng đẹp tuyệt vời luôn á. Bây giờ mình xong rồi mình để cho cái bột mình nó nguội nó dỗ lại ha. Thì muốn để cho nó nhanh đó cả nhà, mình bỏ vô trong tủ lạnh khoảng tiếng đồng hồ đó, hay là nếu mà không có tủ lạnh thì cả nhà có thể bỏ thêm nước đá vô đặn cho nó lạnh lẹ ha. Rồi xong rồi bắt đầu nó cái bột vẫn còn nở ra đó nha. Rồi bây giờ cả nhà chờ nha, để mình bỏ vô tủ lạnh cho nó lẹ ha. Đó, cái lọt của mình bây giờ nó xong rồi nè cả nhà, nó lạnh rồi nè, mà nó bột nó cũng dở lại rồi nè, ngon ghê luôn ha. Ở đây thì mình ở đây mình ít có ăn với nước dừa lắm nha cả nhà, mình ăn với lại cái sữa whipped cream nè. Heavy cream. Cho nó ngon ha. Tại nước dừa ở đây chút hồi mình lấy ra thì nó cũng đặc cả nhà. Còn sữa thì lúc nào nó cũng vậy, nó cũng đặc chứ không phải không đặc, nhưng mà nó béo hơn ha. Ở đây thì mình xài nước dừa lon không mà nước dừa nên nó không có như nước cốt dừa của mình bên đó, nó béo mà nó thơm nữa. Còn bên đây làm như khi người ta đóng hộp người ta cũng có pha bột hay sao, lúc nào nó cũng đặc hết nè. Ngon ha anh ha. Mình cho vô đây miếng đường nha, đường mình thắng xong rồi nhưng mà nó còn hơi nóng nên mình phải múc ra đó cả nhà. Thấy cái hũ này nè, hũ mình sắp hết.
Ngon ha. Cả nhà thấy ngon không cả nhà? Ngon. Ngon mà đẹp mắt nữa nè. Cái hộp đây nè, thấy chưa? Cái hộp bánh lọt của mình nó tròn vo. Quá đẹp mà quá ngon luôn nè cả nhà. Cả nhà thấy không, với một chút ít thời gian thôi mình có một cái món bánh lọt tự tay mình làm để cho cả gia đình mình thưởng thức rất là ngon ha. Rồi bây giờ cái món bánh lọt bằng bột tự pha của Viva Anh Nguyễn TV đã hoàn thành rồi đó nha cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của Viva Anh Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều, thân ái và chào tạm biệt.